test lại trước khi gói cho anh này. Đây là volume nha, còn đây đường vào này, aux nha, đây là aux nha, bật nút nguồn này. Cái này không cơ để đây nha, cái này để giữa này, cái này để giữa này, lao lướt này, hai nút này không bấm nha, hai nút này không bấm, hai nút này không bấm. Bát chép này, cầu loa A cộng B này, cầu loa B, cầu loa A cộng B này, tắt bỏ loa. Thường mỗi tôn nhạc là phải bấm thôi, bấm tôn nhạc thì mới có chỉnh tác dụng bát chép. Con này đánh bát rất hay luôn, đánh bát rất dẻo, rất sâu. Trước này cầu loa B 4 trước này đấu đúng cầu nó mới ra tiếng nhá. Hàng thứ hai và hàng thứ ba là cầu loa A, hàng thứ hai và hàng thứ ba dọc nha, dọc theo từ trước nhá, lưu ý nhá. Đây, hoạt động tốt, zin tuyệt đối nhá.